Tôi là bác sĩ Lê Viết Văn, thì tôi vừa thực hiện xong một cái ca cắt gọng hàm trượt cằm, thì nói chung là nó lại gọi là tạo hình mặt vê lai. Thì sau khi chúng tôi cắt cái gọng hàm thì cái xương, các bạn nhìn thấy hai cái xương gọng hàm nó cũng tương đối là nó to. Chính vì cái xương gốc này nó bành ra thì làm cho những cái gương mặt của mấy cô phụ nữ này nó có góc có cạnh giống như là cái gương mặt của người đàn ông nhiều hơn. Thì sau khi mình cắt cái này thì mình sửa cái cằm, thì để cho họ cái cằm dài ra và nó đưa ra trước một chút để nó cân đối với khuôn mặt của mình ấy, thì nó tạo một cái nét dịu dàng cho người phụ nữ hơn. Thì phương pháp này thì các bạn nữ này không phải lo ngại gì hết, thì tất cả những cái đường rạch thì nó hoàn toàn ở trong miệng, bên ngoài không thấy một cái vết nào, và sau 1-2 ngày thì nó sẽ ổn định và nó không sưng không gì hết. Thì sau khi làm thì chúng tôi đặt ống dẫn lưu này, thì ngày hôm sau chúng tôi rút và cho khách về xuất viện về liền. Và ăn uống cũng có thể là ăn sau 3-4 ngày là ăn bình thường. Rồi, xin chào các bạn, và bạn nào có nhu cầu cắt mặt vê lai hay là trượt cằm bằng xương tự thân hoặc là cắt gốc hàm thì có thể liên hệ trực tiếp với lại bác sĩ Văn nhé. Xin chào các bạn.